chào mừng đến với thế giới Remum của Kinemaster. Có đang kinh doanh quần áo không? Có. Có muốn làm video quảng cáo cho doanh nghiệp không? Có luôn. Bên đây đi video. Có. Mở ngay app Kinemaster. App này mà không biết edit video thì sử dụng các cái mẫu sẵn, mình chỉ cần thế video và thế hình ảnh vào là xong. Hay vậy, nhưng mà làm sao? Vào trong mục tìm kiếm. Đó, nhiều không? Nhiều vậy. Trong cái phần tìm kiếm này thì chia ra rất là nhiều danh mục khác nhau. Ví dụ như là tiếp thị thì các bạn sẽ có những cái mẫu về marketing. Tiếp theo là mục doanh nghiệp thì các bạn sẽ có những cái mẫu để các bạn làm cho công ty của mình về profile, portfolio của công ty đó. Và có luôn cả mục giáo dục này dành cho các bạn mà học sinh, sinh viên rồi giáo viên sử dụng cũng rất là hay. Về phần bất động sản á, thì có rất là nhiều cái mẫu để các bạn có thể quảng cáo nhà, quảng cáo thiết kế, quảng cáo thi công, rất là nhiều thứ. Ngoài ra cũng có các cái mục về vlog này, về meme này để có thể tự làm những video cá nhân đăng lên story, Instagram, Facebook cho nó vui vui cũng được. Đó, nhiều không? Nhiều vậy? Tôi xài được không? Được, xài đại một cái đi. Đấy. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp gì? Sử dụng mẫu, bấm vào là bạn sẽ sử dụng được. Bước 1, bấm vào trong phần tìm kiếm, tìm một cái mẫu nào đó phù hợp với lại doanh nghiệp của các bạn. Bước 2, bấm vào ô màu đỏ dưới góc để sử dụng cái mẫu này. Bước 3, muốn thay đổi cái hình ảnh của các bạn vào thì hãy chọn đúng cái lớp muốn thay thế. Tiếp theo, bên góc phải chọn vào ô thay thế, chọn ở trong thư viện một cái hình ảnh hoặc video phù hợp. Sau khi mang hình ảnh hoặc video vào thì các bạn có thể di chuyển cái vị trí của nó ở trên cái màn hình review. Khi thay thế video vào mà đó không phải là cái đoạn mà bạn muốn thì bấm vào trong cái ô trượt, rồi đưa ngón tay trượt qua trượt lại để chọn lại cái khoảnh khắc mà bạn thích. Để thay đổi thông tin sản phẩm hoặc giá cả thì kéo xuống những cái layer phía dưới, chọn đúng tên layer, sau đó bấm vào ô biên tập. Đổi lại giá hoặc thông tin sản phẩm là ok. Trong cái trường hợp không thích một cái layer nào đó xuất hiện trong video thì bấm vào trong cái layer đó, sau đó bấm xóa bên góc trái màn hình. Ai mà thích nhiều màu mè hơn, ví dụ như là thêm nhiều nhãn dán thì các bạn bấm vào trong một lớp, bấm tiếp vào icon nhãn dán đi. Trong đây cũng có sẵn nhiều nhãn dán rồi, còn nếu muốn nhiều hơn thì bấm vào trong cửa hàng, có vô vàn các cái nhãn dán dùng cho nhiều trường hợp, nhiều cái doanh nghiệp khác nhau. Nếu mà là dân chơi hiệu ứng thì cũng bấm vào trong một lớp, sau đó bấm vào dòng hiệu ứng, ở đây chọn đại một cái hiệu ứng đi. Ban đầu hiệu ứng chưa đẹp lắm thì phải điều chỉnh lại cho nó đúng với lại cái khung hình. Muốn điều chỉnh sâu hơn thì bấm vào trong cái layer màu xanh là cái hiệu ứng lăng kính ấy. Bấm tiếp vào ô cài đặt để điều chỉnh lại cái độ mạnh của cái hiệu ứng này thì khi nào thấy đẹp thì thôi. Đẹp rồi ha. Cuối cùng là nhấn giữ vào trong cái layer đó, di chuyển đến vị trí mà chúng ta muốn nó ảnh hưởng lên video. Bây giờ xem qua thử cái đoạn vừa rồi edit nha. Ok, sau khi mà các bạn edit xong rồi thì bấm render video bằng cách click vào trong icon bên góc phải này. Ở đây thường mình sẽ render 4K và FPS, các bạn nếu mà muốn nó mượt nhất có thể thì là để 60 nha. Ở cái phần bitrate các bạn cứ kéo max pin cho mình, tại vì kéo thông số càng cao thì video các bạn càng nét càng đẹp. Tí là nó sẽ render xong, nhưng mà tùy vào máy nha. Máy các bạn mạnh thì nó sẽ render rất là nhanh, còn máy các bạn mà yếu quá thì chỉ nên render 2K hoặc Full HD thôi. 4K đôi khi nó quá nặng đối với lại cái máy mà đời quá cũ. Thường mà muốn đăng lên TikTok hay là các cái nền tảng khác thì bấm vào nút chia sẻ ở bên góc phải này. Ở trên iPhone thì mình sẽ bấm chia sẻ thẳng lên TikTok bằng cái icon này. Sau đó thì bấm một lần nữa, video sẽ xuất hiện trong cái phần điều chỉnh của TikTok. Lúc này thì chỉ cần điều chỉnh lại một chút là đăng lên, rất là nhanh đúng không? Và đấy là cái phần hướng dẫn nhanh của mình về cách sử dụng mẫu trên Kinemaster. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Và đừng quên là hiện tại Kinemaster cũng đã có sẵn trên App Store và Google Play. Các bạn có thể tải về và sử dụng luôn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.